Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Và thời khắc đó đã đến rồi, khi mà tất cả mọi người, tất cả nhà, người người cùng với mua laptop, thì liệu rằng chúng ta nên chọn gì? Một chiếc laptop văn phòng gaming hay là một chiếc laptop gaming thực thụ? Chúng ta hãy cùng bắt đầu trả lời câu hỏi đó bằng video này nhé. Ok, bên cạnh mình đây là hai chiếc laptop của Acer. Bên phải là chiếc laptop Acer Gaming Aspire 7, còn bên trái đây là chiếc Nitro 5 Tiger. Tại sao nó là Tiger? Tại vì đây là một chiếc laptop mới của dòng Nitro 5 nhá. Là chiếc laptop có CPU thế hệ 12. Hấp dẫn đúng không ạ? Thì bên này nó sẽ có một chiếc CPU i5-12500H, card RTX 3050, ổ cứng 512GB SSD. Và kèm theo nữa đó chính là một chiếc màn hình 144Hz và chỉ có 8GB RAM thôi. Bên tay phải của mình thì chiếc Aspire Gaming 7 này sẽ sử dụng những cái chip cũ hơn một chút, cảm hình cũ hơn một chút, đó chính là chiếc Ryzen 5 5500U và chiếc GTX 1650 anh em nhá. Ngoài ra sẽ còn có ổ cứng 256GB và 1TB RAM 8GB anh em ạ. Nếu mà để nói qua thì thực sự thì hai em này có vẻ như là chênh lệch khá là nhiều về cấu hình đúng không? Và mức tiền của nó cũng chênh lệch khá đấy. Thì đây, chiếc Nitro 5 Tiger này đắt hơn chiếc này khoảng tầm 10 triệu anh em ạ. Đấy, vậy thì liệu rằng 10 triệu đấy nó có tạo ra khác biệt quá lớn không? Chúng ta cùng thử xem nhé. Về đặc điểm đi thì chiếc Aspire 7 đấy thì nó sẽ có một cái thiết kế nó nhẹ nhàng hơn, nó dịu dàng hơn, anh em có thể để ý đấy. Tại vì dẫu sao thì nó đây là một chiếc laptop văn phòng có thể gaming được. Và cái thiết kế này đừng để đánh lừa anh em nhá, bởi vì cấu hình trong đây vẫn có thể giúp anh em chơi những game AAA hiện tại bây giờ ở mức ở độ phân giải là Full HD, mức setting tầm trung bình hoặc là thấp, rất là mượt mà, khoảng tầm 60fps, không hề có vấn đề gì cả. Và nếu mà anh em muốn chơi những tựa game như là Liên Minh Huyền Thoại, CSGO thì chiếc laptop này vẫn có thể đáp ứng được ở một mức FPS rất là phù hợp nhá. Và đặc biệt nó vẫn sẽ có những option màn hình 144Hz để phục vụ cho những gamer chúng ta. Và nếu mà nói về một chiếc laptop văn phòng thì tất nhiên rồi, anh em nghĩ rằng hệ thống tản nhiệt của nó sẽ không tốt đúng không? Nhưng mà trong đây vẫn sẽ là hai quả tản nhiệt với cả ba ống đồng kết nối giữa cả CPU và card màn hình, giúp cho bộ máy của chúng ta mát mẻ đến vô cùng. Nhưng mà đặc điểm đặc biệt hơn thì một chiếc laptop trên 10 triệu nó sẽ có những gì hơn nhỉ? Thì đầu tiên đó chính là thiết kế mới ở phần mặt này. Anh có thể thấy đây là thay vì là những dòng Acer Nitro 5 bình thường đúng không? Chúng ta sẽ còn có những đường tiết gọi là đỏ xanh khá là đẹp đẽ của dòng Tiger này. Chất lượng build của máy thì cũng rất là cứng cáp đấy. Tuy màn hình có hơi flex một chút, nhưng mà nói về mặt chung nhá, đây là một chiếc laptop mà mình cảm thấy có thể tự tin khi mà đem đi học, đem đi làm được một cách thoải mái, đem đến tất cả mọi nơi mà không hề gặp vấn đề gì cả. Và hệ thống tản nhiệt của em này thì cũng được nâng cấp hơn so với cả chiếc Acer Gaming Aspire 7 này. Thay vì là 3 ống thì ở đây là 4 ống đồng anh em nhá, 2 quạt fan. Hệ thống cooling của chiếc Acer Nitro 5 Tiger này thì cực kỳ là tốt, với những đường gió mà đã được gọi là Acer suy tính trước này. Anh em nhìn đi, rất là nhiều các lỗ thông gió khác nhau này, còn rất là nhiều các giáp ở khu vực khe RAM, khe rủ các thứ kiểu để cho RAM của chúng ta có thể mát hơn dần rất là nhiều. Và cái hệ thống Cool Boost của Acer này nhá, chỉ cần bấm một cái nút ở trong Nitro Sense thôi là chiếc máy của chúng ta có thể tăng quạt lên là mát hơn rất là nhiều. Nên là không cần phải lo lắng gì về cái gọi là hệ thống tản nhiệt của chiếc này lắm. Nó giúp cho cái bộ máy chúng ta hoạt động ở mức tốt. Và nếu mà anh em cầm vào thì nó chỉ ở mức ấm ấm thôi nếu mà khi mà anh em chơi game nhá. Nhưng tất nhiên rồi, tại sao phải có một hệ thống như thế? Bởi vì trong đây là chiếc CPU i5-12500H cơ mà, một chiếc CPU khá là mới cho đến hiện tại anh em ạ. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó chính là khả năng nâng cấp. Nếu mà anh em nghe thấy mình ý, anh em có thể nghe tới đó chính là mình đã nói là cả hai chiếc laptop này chỉ có một thanh RAM thôi, tức là một thanh RAM 8GB. Mà 8GB anh em biết rồi đấy, đây chỉ là single channel thì hiệu năng của nó sẽ không cao. Ở trên chiếc laptop này nhá, hai chiếc laptop này thì đều có thể nâng cấp được. Và cái hệ thống nâng cấp của Acer thì rất là tốt luôn, anh em sẽ không hề bị mất bảo hành gì hết. Trên chiếc Aspire 7 này, chúng ta có thể nâng cấp được một khe RAM này, gắn thêm được một ổ cứng có thể thế lên tới là 1TB anh em nhá, 1TB luôn. Và nếu mà anh em khi mà anh em nhìn thấy chúng mình đã mở ra ở đây thì nằm dưới đây sẽ là những cái ống đồng, anh em thì nhìn thấy ở đấy. Và mỗi tội là nó sẽ hơi nóng nóng một chút ở khu vực kê tay ở đây, tại vì cái bề mặt ở trên này nó sẽ làm bằng kim loại rất là cứng cáp. Còn Nitro 5 thì sao? Chúng ta sẽ vẫn có option tăng thêm một thanh RAM nữa. Nhưng mà ngoài ra chúng ta sẽ còn có một khe NVMe nữa và một cổng SATA nữa để anh em cắm những cái SSD hoặc là HDD SATA dành cho laptop. Và tăng cái dung lượng của anh em không hề tốn quá nhiều tiền. Mình cảm thấy rằng chiếc laptop Acer Nitro 5 Tiger năm nay làm rất là tốt, được đánh giá rất là mạnh mẽ ở trên thị trường hiện tại. Một chiếc laptop khá là đáng mua. Về cổng kết nối thì mình có thể đảm bảo chắc chắn rằng chiếc laptop Acer Nitro 5 Tiger này là chiến thắng. Thì đằng bên cạnh đây anh em sẽ có hai cổng
USB Type-A này. Đằng sau đây nhá, chúng ta sẽ có một cổng sạc này, một cổng USB Type-C này và một cổng HDMI nữa. Việc xuất hiện cổng đằng sau này nhá sẽ giúp cho hệ thống máy của anh em đỡ bị vướng dây nhiều hơn. Và bên tay bên hông bên này đây, chúng ta sẽ có cổng mạng này, một cổng USB-C, một cổng USB Type-A nữa và một cổng audio cùng bộ anh em ạ. Một cái điểm trừ của chiếc laptop Acer Nitro 5 Tiger này đó chính là hai cổng này tại sao lại phải ở vị trí này? Đáng ra nó phải nằm ở bên tay trái này đúng không ạ? Tại vì một khi mà anh em gắn đây đúng không? Anh em chẳng dùng hết tất cả của một cổng bên này đúng không? Dùng hết cổng đằng sau rồi thì bây giờ anh em sẽ phải cắm chuột vào bên này. Và anh em biết rồi đấy, khi mà di chuột để chuột bên này đúng không thì khó chịu vô cùng, cái lượng dây để đây này không đáng cho lắm. Thế cho nên là giá mà Acer họ có thể chuyển những cổng này ra đằng bên này. Còn với Acer Aspire 7 thì chúng ta sẽ vẫn có những cái cổng kết nối như chiếc laptop căn phòng bình thường. Bên tay trái đây chúng ta sẽ có này, một cổng LAN này, một cổng HDMI này, một cổng Type-C này, hai cổng Type-A này. Còn bên tay phải đây chúng ta sẽ có một cổng sạc và một cổng Type-A với cả một đầu audio combo anh em ạ. Những cái đường khí anh em có thể thấy không? Những đường khí của nó rất là rộng, rất là lớn này. Những cái khối đồng tần nhật đồng này nó hiện hết ra. Đó lý do tại sao mà chúng ta không thể để những cái cổng ở đây được và bắt buộc là phải để hai hông. Đấy, nếu mà mình thấy thì Acer Nitro 5 Tiger đã chiến thắng trong cuộc đua này rồi. Nhưng mà về bàn phím và touchpad thì sao? Hai chiếc laptop này nhá là hai chiếc laptop có những đối tượng sử dụng khác nhau. Thế nên là hai cái bàn phím và touchpad cũng khá rất là khác nhau em nhá. Bên bàn phím của chiếc Aspire 7 này thì cảm giác nó nông hơn, nó nhẹ hơn, nó khá là giống. Bây giờ nhá, anh em có tưởng tượng một chiếc laptop văn phòng và cái bàn phím này là một bàn phím của chiếc laptop văn phòng đấy. Ngoài ra nó sẽ còn có thêm led trắng nữa để giúp anh em có thể đánh văn bản trong buổi đêm nếu mà anh em muốn. Còn với chiếc Nitro 5 này nhá, mình cảm thấy rằng năm nay có một sự nâng cấp khá là tốt ở cái bàn phím đây. Cái bàn phím, cái trải nghiệm bấm nó rất là tốt luôn nhá. Cái hành trình bấm của nó khá là sâu. Mình cảm thấy như là khi mình đánh văn bản với cả chiếc laptop đấy thì mình khá là tự tin vào từng phím bấm một, tại vì mình khá là quen với cả những chiếc keyboard mà gọi là keyboard cho desktop mà cho máy tính bàn mà. Thì cái máy tính này, cái bàn phím này cũng hiện được khoảng tầm 50-70% so với những chiếc bàn phím đấy. Tất nhiên nó cũng chỉ là một cái switch của laptop thôi, nhưng mà nhờ cái độ sâu của cái phím ý, nó khiến cho mình cảm thấy sướng hơn khi bấm trên chiếc Nitro 5 này. Còn với touchpad thì ở hai cái chiếc touchpad của hai cái này đây đều rất là mượt, đều rất là trơn. Mỗi tội là mình cảm thấy rằng chiếc touchpad của hai bên này ở vị trí phù hợp hơn, tức là ở bên chiếc Nitro 5 có vẻ phù hợp hơn là so với cả chiếc Aspire 7. Thì chiếc Nitro 5 nhá, nếu mình để tay như này thì không phần nào của tay mình chạm vào touchpad hết. Còn với Aspire 7 thì cả cái phần palm rest của đây, cái phần má bàn tay của mình đây đã bị chạm vào xuống touchpad rồi. Điều này thì nó hơi bị lệch một chút. Giá mà Aspire 7 có thể, cái dòng Aspire 7 có thể dịch sang một tí teo này là ngon lành luôn. Còn hai em màn hình này, về trải nghiệm thì hai em màn hình này có độ sáng cũng khá tương đồng nhau, đều có thể dùng được trong khoảng tầm buổi sáng nếu mà anh em ra ngoài, hoặc là trong những quán cà phê buổi tối cũng có thể dùng được. Và sẽ đều có option 144Hz. Thì bên này đây đang là 144 rồi, còn chiếc Aspire 7 này đây chỉ là 60Hz thôi. Thì cũng không phù hợp quá cho gaming nhưng mà vẫn có thể chơi game được, không vấn đề gì cả. Đều tấm nền IPS hết, thế nên là màu sắc của nó cũng khá là ổn áp. Tất nhiên không phải là một chiếc màn hình kiểu màu, không phải là một chiếc màn hình super content creator được. Nhưng mà nếu mà với những ai mà gọi là mới bắt đầu ý, thì những chiếc laptop này vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của anh em nhé, không vấn đề gì hết. Vậy thì nói quá đủ về những cái bên ngoài bên rìa rồi đúng không? Những chiếc laptop này có gì ngon, hiệu năng liệu rằng chênh lệch 10 triệu có khác biệt không? Hãy cùng bắt đầu bằng gaming nhé. Do là hai chiếc laptop này đều có thể nâng cấp RAM được một cách dễ dàng mà không hề mất bảo hành ấy. Thế nên là mình đã đều test, đó chính là 8GB RAM và 16GB RAM ở trên hai chiếc laptop này để cho cẩn thận hơn cho anh em biết thế nào là câu chuyện nhá. Mình sẽ test ở đây là khá nhiều tựa game ở tất cả các độ phân giải. Thì ở tựa game CS:GO, Aspire 7 với 8GB RAM sẽ đạt là 83fps, với 16GB RAM thì đạt là 130fps, với Nitro 5 8GB RAM sẽ đạt là 80fps, còn 16GB RAM sẽ đăng lên là 173fps, cực kỳ là tuyệt vời. Dota 2 thì Aspire 7 8GB RAM sẽ đạt là 44fps, còn 16GB RAM sẽ đạt là 87fps. Với Acer Nitro 5 Tiger thì 8GB RAM đạt được là 66fps, còn Dota 2 khi mà 16GB RAM đạt được là 126fps. Liên minh điện thoại thì kết quả của bên Aspire 7 8GB RAM không được ấn tượng cho lắm, chỉ đạt được là 58fps trung bình thôi. Nhưng mà khi tăng lên 16GB RAM thì đã tăng lên được mức là 80fps rồi. Còn với Acer Nitro 5 thì chúng ta sẽ đạt được là 103fps ở 8GB RAM, còn ở 16GB RAM thì đạt được là 128fps. Và một tựa game Tomb Raider, tựa đề một tựa game khá là nặng nề đấy, mình để ở mức setting medium thôi. FPS ở bên Aspire 7 8GB RAM thì đạt được là 34, còn khi mà tăng lên 16GB thì đạt là 57fps. Còn với Acer Gaming Nitro 5, khi mà mình để có 8GB RAM trong này thì đạt được là 46fps, còn với 16GB RAM thì đạt là 80fps anh em nhá.
Nếu mà anh em có thể để ý thì hai cái nhiệt độ của hai chiếc cạc này cũng khá là giống nhau. Tại vì là tuy là chiếc cạc này là 3050 tốn lượng là 80W, 85W điện, và bên này chỉ có là khoảng tầm 50 hay là 60 gì đấy, thì chiếc cạc bên này vẫn khá là bát, tương đồng với cả chiếc 1650 bên này. Tại vì hệ thống tản nhiệt Cooler Boost của chiếc Acer Nitro 5 này khá là tốt. Nhưng mà mỗi tội ấy, có một cái điều mà hơi buồn một chút, đó chính là vì chiếc 5500U này nó quá là tốt, nó power efficiency tốt này, cái mức nhiệt độ tỏa ra nó không cao này, thế nên là nó đã thắng hoàn toàn so với cả cái chiếc i5-12500H về khoản nhiệt độ nhá. Về khoản nhiệt độ thì chiếc Ryzen 5 này chỉ rơi khoảng tầm 5 mấy, 6 mấy và cao lắm là 7 mấy ở tượng em Tomb Raider. Còn với chiếc 12500H ở bên này đấy thì có những lúc nó lên tên là 82, 83, và đa số khi mà chơi game nó rơi khoảng tầm 70-80 gì đấy. Thì điều này có thể chứng tỏ rằng là cái chiếc i5 này nó ở thế hệ 12 này nó rất là nóng, và cái hệ thống tản nhiệt tuy là to này nó cũng không thể cân được 100% cái CPU đấy. Nhưng mà để nói về mặt thực tế hơn đúng không, thì 82 độ C là một mức nhiệt độ rất là bình thường so với cả một chiếc CPU làm trên một chiếc laptop. Nhiều những chiếc laptop nhá, ví dụ chẳng là MacBook đúng không, 100 độ C, 110 độ C họ vẫn chạy, mà chiếc CPU ở đây, i5 ở đây hiệu năng tốt như này vẫn chỉ có 80 độ, mình nghĩ là rất là ok. Nhưng mà thế thì hiệu năng làm việc thì sao, có khác biệt gì không, có chênh lệch gì không, mình cùng thử xem nhá. Với 8GB thì Acer Aspire 7 đạt được là 402 điểm ở Photoshop và 317 điểm ở Premiere Pro. Còn với Acer Nitro 5 thì 8GB nhá, sẽ đạt được là 545 điểm ở Photoshop và 271 điểm ở, đó chính là tựa game Premiere Pro. Tựa game cũng không đúng. Mình không hiểu tại sao mà Premiere Pro ở trên Acer Nitro 7 lại Acer Nitro 5 này lại rẻ giảm hơn nhỉ, mình cũng không rõ lắm, mình cũng test lại mấy lần rồi và mình không thấy sự chênh lệch lắm. Mình vẫn luôn thấy con Acer Nitro 5 này bị yếu điểm hơn về Premiere Pro so với chiếc này. Có vẻ như chiếc này hợp làm Premiere Pro hơn. Nhưng với 16GB thì sao? Với 16GB thì Acer Aspire 7 ở Photoshop đạt là 596, còn Premiere Pro là 389. Còn với Acer Nitro 5 thì đạt được là 863 ở điểm Photoshop và 453 ở điểm Premiere. Có vẻ như là cái thanh RAM duy nhất ở trên này đã là kẻ kéo xuống khá với hai cái bộ máy như này. Cái sự chênh lệch giữa không dual channel và single channel ấy, thì ở bên đấy Nitro 5 đi, thì Nitro 5 đã tăng lên khoảng tầm 40% về hiệu năng khi mà sử dụng dual channel. Thế nên là mình khuyên rằng anh em nếu mà có cơ hội nhá, mua ngay một thanh RAM cho mình. Bởi vì tại sao? Anh em sẽ đạt được một cái ưu đãi 800.000, tức là anh em có thể mua một thanh RAM với mức giá 800.000 để lắp cho cả hai chiếc laptop này. Thanh này 800, thanh này 800 mà lại tăng được 30-40% hiệu năng chỉ với 800.000 như thế thì quá là đáng để mua luôn. Nếu mà anh em mua hai chiếc laptop bây giờ thì anh em sẽ được nhận quà tặng trị giá 3.257.000 đồng, tức là nâng thêm thanh RAM Boost 3200 này chỉ với mức giá 799.000 này. Chuột không dây thì được tặng là trị giá 169.000 này, và tấm lót chuột trị giá 49.000 này. Bộ vệ sinh laptop cũng giá 400.000 luôn nhá, đáng sợ đấy. Và ba lô Acer Gaming trị giá là 2.000.000 đồng. Quá tuyệt vời. Đấy là khuyến mãi từ bên hai con chúng mình thôi. Còn nếu mà anh em muốn nhận khuyến mãi chính thức từ Acer ấy, thì từ ngày 1 tháng 7 nhá, bất kỳ sản phẩm laptop gaming nào của Acer thì sẽ đều được Acer tặng cho, đó chính là một chiếc bàn phím cơ TKL của Predator luôn nhá. Đẹp xịn đấy, cũng hoành tráng đấy. Nói chung là anh em mua ngay là mua ngay, bởi vì việc sở hữu chiếc laptop này được tặng được mua RAM giá rẻ này, được tặng đồ này, được tặng cả bàn phím này thì quá là đáng để mua đúng không ạ? Nếu mà anh em muốn biết thêm thông tin về những chiếc laptop này thì anh có thể gọi là xem vào link trực tiếp hoặc là tham gia những cái cộng đồng của Acer, những chiếc gọi là Acer Gaming Việt Nam, group Acer Gaming Việt Nam ở trên Facebook này, về có thể xem được những cái ưu đãi, tận hưởng những cái ưu đãi của họ. Còn nếu mà ngoài ra thì anh có thể gọi là tham gia, nếu mà có vấn đề gì laptop ấy thì Acer cũng có chính sách bảo hành khá là tốt, 3S1, tức là 3 ngày thì được ô tô đổi trả luôn, không cần phải làm cái gì cả, đồ mới có luôn. Và họ sẽ bảo hành dựa trên gọi là từng linh kiện sản phẩm nhá, thế nên là anh có thể tháo ra và nâng cấp thoải mái, thay ổ cứng, đổi ổ cứng này, nâng cấp RAM các thứ kiểu, mà chỉ cần không làm hỏng laptop là vẫn được bảo hành. Thế nên là mình cảm giác đây là một chính sách bảo hành rất là tốt ở Việt Nam hiện tại, khi mà chúng ta có những cái hãng kiểu chỉ hơi bóc tem, hơi sức tem tí là họ không bảo hành nữa. Nói chung là hai chiếc laptop này mình đánh giá rằng hai chiếc laptop khá là tốt, và nếu mà nói thì nó là hai chiếc laptop dành cho hai đối tượng khác nhau. Thực sự vậy, tuy là 10 triệu sự chênh lệch hiệu năng nó khoảng tầm 20-30% gì đấy, nhưng mà hai chiếc laptop này dành cho đối tượng khác nhau. Những cái này sẽ dành cho những ai mà gọi là làm văn phòng nhưng thỉnh thoảng muốn chơi game này, và tất nhiên hiệu năng chơi game nó cũng không phải là tuyệt vời nhất. Nhưng còn với so sánh với con này, và chiếc laptop này thì dành cho những ai mà kiểu gọi là sinh viên văn phòng, sinh viên sinh mục các kiểu muốn chơi game là nhiều, thì chiếc laptop Nitro 5 Tiger này là chiếc laptop phù hợp hơn rất là nhiều anh em nhá. Rồi, nếu mà anh em hứng thú hai sản phẩm này thì bấm đường link mô tả, đang rất nhiều sale của hai sản phẩm này và anh em có thể check ngay để mua ngay nhá. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em tại một video sau nha.